Bây giờ là gần 6 giờ sáng rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi khai trương cửa hàng mới của nhà mình, Lê Cầu. Ê, đến nơi rồi nha các ông ơi. Đây, phở 10 lý cốt xưa 5 sao này. Wow, các ông nhìn gì đâu? Ông tổng thống Hàn Quốc ạ, thì ở Park Handsome à? Đấy, đến ăn nhà tôi là Quảng Đình và Ái Trường. À, nhà mình hôm nay đã bắt đầu bán hàng rồi. Hôm nay là 25 tháng 4 nhưng cũng là ngày các bạn xem được clip này luôn. Nếu như thằng edit nó edit kịp thì đây là cửa hàng vị trí mới của nhà mình. Đấy, trên đường Tố Hữu. Đây là địa chỉ của nhà mình nếu cho bạn nào muốn mời gia đình đến đây ăn nhé. Đưa con xem. Đến đây. Nhà mình có cả thang máy nữa, thế nên là nếu như bạn nào mà có gia đình mà có người lớn tuổi đi lại khó khăn thì có thể dùng thang máy lên những cái tầng ở tầng trên, tầng 3, tầng 4 nào. Đây là phòng VIP các ông ơi. Nhìn xịn các ông ơi. Nhà mình khi mà làm cái nhà hàng này thì muốn đạt ra cái mục tiêu là sẽ được 5 sao. Thế nên các bạn có thể nhìn thấy là các cái đồ nội thất kiểu ghế của cái thứ này. Thế luôn, nó thật là lúc mà bố mình mang cái ghế này về nhà ấy, xong rồi kiểu mình nhìn nó bảo là ghế này để ăn phở á. Đây, các bạn nhìn. Nhìn nó không hợp lý tí nào đúng không? Nhưng mà tại vì bố mình muốn đem lại cảm giác 5 sao cho nhà hàng nên là chúng ta có nội thất đây. Đấy, phòng VIP các thứ ở xịn xịn các thứ hiểu không? 2 hours later. Hey, mấy giờ rồi em? Vâng, thưa các bạn là chúng ta hẹn 2 giờ và bây giờ là 3 giờ 19 và chúng ta đã có đầy đủ mà đây đi ăn. Có muốn ngồi phòng tầng trên không cho nó? Ừ, cho lên lên tầng 4, lên tầng 1 tí đi. Rồi, và cái này thì là xem cái này lên hôm nay ăn gì đúng không? Nó xem hôm nay ăn gì nhá. Mệt phết. Hôm nay là ngày khai trương của nhà mình. Và có lẽ chắc là có lẽ các bạn đã xem video của Duy Thẩm vào từ hôm thứ 3. Và chắc lẽ hôm nay thì có Ad Channel hôm nào gì cũng sẽ lên video ăn thử phở và thứ của nhà mình. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem những video đó. Và rất cảm ơn các bạn đã sẽ ủng hộ nhà mình trong thời gian sắp tới. Thật ra cái chuyện mà nhà mình là bán phở Lý Quốc Sư này thì mình cũng không muốn hiểu để lộ ra lắm đâu. Nhưng mà qua cái vlog đi ăn cưới Tony Phèo Vinh Xô ấy, thế là kiểu mọi người đều biết cả. Thế nên hôm nay mình cũng muốn thẳng thắn chia sẻ với các bạn về những câu chuyện đằng sau của quán phở của nhà mình luôn. Thực tế là trong thời gian gần đây thì khá là nhiều anh em comment ở những video của mình hỏi quán phở nhà mình các thứ luôn. Và thậm chí là có một vài người kiểu tung ra những cái thông tin về quán phở nhà mình, thậm chí mình còn đéo gặp ở đâu bao giờ. Và thật ra là trong đấy có một vài những cái mọi người hiểu nhầm khá là nhiều quán phở của nhà mình ấy. Thì ngay bây giờ mình sẽ giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc mọi người hay hỏi, những sự thật mọi người không hề biết về quán phở người Lý Quốc Sư. Đầu tiên thì nhà mình có phải là quán phở Lý Quốc Sư từ ngày xưa không? Thật ra là không. Trước đây ở trên đường Lý Quốc Sư thì đã có một cửa hàng phở rất là nổi tiếng rồi. Thế nhưng mà thì đó không phải là quán của nhà mình. Về sau thì họ chuyển đi đâu mình không rõ. Còn nhà mình thì thành lập quán phở này từ năm 2005 cho đến 2006 thì phải. Đấy, khoảng thời gian đó thì lấy tên là phở 10 Lý Quốc Sư. Chỉ vì đơn giản cái chỗ đấy địa chỉ nó đúng là số 10 Lý Quốc Sư luôn, chứ không nghĩ là sau này sẽ thành lập một cái thương hiệu lớn như bây giờ. Nên là đó là lý do vì sao nhà mình có cái tên như vậy. Và xin một lần nữa mình khẳng định là nhà mình không có liên quan gì đến phở Lý Quốc Sư trước đây cả. Cái số 2 là nhà mình đang sở hữu một chuỗi cửa hàng phở Lý Quốc Sư trên khắp cả nước.
Sai hoàn toàn các bạn ơi, cái này sai lắm luôn ấy. Thật ra cái sai lầm này thì không phải là một mình các bạn, mà rất nhiều người, thậm chí là người quen của mình người ta cũng nhầm. Nếu như các bạn nào ở những cái thành phố lớn, ví dụ như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn có thể nhìn thấy những cái cửa hàng nó ghi là phở Lý Quốc Sư, chữ đen màu da cam rất giống của nhà mình. Thế nhưng mà thực tế ra thì đó là những hàng nhái, và cách phân biệt thì rất là đơn giản. Những cái hàng nhái ấy, thì họ chỉ dám ghi là phở Lý Quốc Sư thôi. Và những cái cửa hàng trực thuộc cái quyền quản lý và sở hữu của nhà mình ấy, thì sẽ ghi đầy đủ là phở 10 Lý Quốc Sư. Phở 10 các bạn, nó có số 10 đấy. Và nếu như gần nhà bạn có hàng phở Lý Quốc Sư nào đấy thì khả năng cao đấy không phải là của nhà mình đâu. Nhà mình phải là phở 10 Lý Quốc Sư cơ. Tất nhiên thì cũng có một vài cửa hàng phở Lý Quốc Sư là của người nhà của mình. Thế nhưng mà nếu những cửa hàng nào mà trực thuộc quản lý trực tiếp của nhà mình ấy thì chỉ có 3 địa chỉ thôi. Thứ nhất là số 10 Lý Quốc Sư, thứ hai là N2A Hoàng Minh Giám, và số 3 là cái chỗ mình đang quay video này, nó là 26 lô 6 đường Tô Hữu. Và nhà mình chỉ trực tiếp quản lý 3 cơ sở đấy thôi. Và nếu như bạn nào muốn đến ăn phở của Tân Môn Cú thì để đến 3 địa chỉ này, thì đừng đến với địa chỉ kia ăn chán lắm, địa chỉ này là ngon này. Và với việc các bạn nghĩ là nhà mình sở hữu một chuỗi các cửa hàng như thế, khiến cho nhiều người nghĩ là mình như kiểu con tập đoàn hay là cháu tập đoàn, cái thứ giống kiểu hay giả nghèo giả khổ để đi thử khách sạn 5 sao thứ ấy. Nhưng mà thật ra là không có, nhà mình thì gọi là có điều kiện hơn so với các gia đình khác thôi. Nhưng mà nếu mà bảo là gọi là giàu nứt đố đổ vách thì chắc là không, vì nhà mình đấy chỉ có 3 cửa hàng này thôi, có 3 cửa hàng này thôi. Thật ra nếu mà nói về cái câu chuyện đến sự thành lập của phở 10 Lý Quốc Sư thì chắc có lẽ các bạn không biết là đã từng có hai cửa hàng là tiền thân của phở 10 Lý Quốc Sư. Một cửa hàng ở trên Nghĩa Tân và một cửa hàng có tên là Hà Nội xưa, nhưng mà bây giờ nó cũng dẹp rồi, là ở trên, nói chung cũng quận mạng mạng đấy. Anh nhà ở Cầu Giấy. Thì bố mình đã thất bại hai cửa hàng rồi, mãi về sau bố mình mới lập ra cái phở 10 Lý Quốc Sư ở trên phố cổ, bắt đầu bán và dần dần mọi người biết đến nhiều hơn, mọi người nghe đến về phở 10 Lý Quốc Sư nhiều hơn, và bây giờ nhà mình đã phát triển kinh doanh được 3 cửa hàng hiện tại. À, có một cái sự thật nữa là nhiều ông bảo phở nhà tôi là phở gia truyền. Thật ra cái này thì cũng đúng, bố tôi đời đầu tiên. Rồi sau này liệu mình có nghỉ YouTube để về bán phở hay không thì đó là một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, thì thực sự mình cũng không biết. Sẽ có đến lúc nào đấy, lỡ đâu bố mình cảm thấy sức khỏe không ổn rồi, khả năng quản lý kinh doanh cũng kém dần đi, thì lúc ấy muốn mình về để mình hỗ trợ bố công việc, thì mình về thì sao, mình phải về để đảm bảo công việc các thứ tài chính cho gia đình kia, đúng không? Nhưng mà đôi khi thì bố mình sẽ tôn trọng quyết định của mình và cho mình làm YouTube cả đời, và chúng ta này cũng không biết nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta không nói chuyện đó, mà chúng ta mình chỉ muốn tập trung về cửa hàng của nhà mình thôi. Đó, và đó là những cái thông tin mà mọi người hay hiểu nhầm về cửa hàng của nhà mình. Thì thật ra mình thấy cái này nó cũng khá là bình thường ấy, vì cái này thì thậm chí là cả bạn bè mình cũng nhầm luôn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ là nhà mình không có sở hữu một cái chuỗi nào cả, nhà mình không kinh doanh chuỗi. Thế nên là nếu như bạn nào nhìn thấy phở Lý Quốc Sư mà nghĩ đó là của nhà mình thì không phải, nhà mình phải là phở 10 Lý Quốc Sư. Và thậm chí nếu như các bạn nào lên trên mạng mà phát hiện ra có thằng nào mà nó bán thương hiệu phở 10 Lý Quốc Sư ấy, thì đấy cũng không phải là nhà mình luôn. Ngày xưa mình đã tìm một thằng trên mạng, nó ghi là nó bán bản quyền của phở 10 Lý Quốc Sư. Đó, và là những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn về cửa hàng của nhà mình. Mong là các bạn sẽ hiểu hơn một chút về phở 10 Lý Quốc Sư, một chút hơn về cá nhân của mình. Và nếu như có lúc nào rảnh, rỗi nào đó thì bạn có thể mời gia đình lên đây ăn thử ủng hộ cho mình. Nếu mà vlog của mình ấy, đến một ngày các bạn nhìn thấy xịn hơn, nhiều đồ ngon hơn và hình ảnh các thứ kiểu lung linh hơn thì mình rất cảm ơn các bạn. Tiền ăn phở các bạn là một phần ở trong đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh Tân Môn Cú nha. Biết đâu về sau mình sẽ làm thêm video về cách nấu phở, về chia sẻ bí quyết nấu phở với sao, đúng không? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.